lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, cho mình hỏi một chút là ở đây có bạn nào cũng là thánh cuồng đặt hàng online giống như mình không nhỉ? Nếu có thì nhớ điểm danh ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Các bạn thân mến, có thể nói trong thời đại công nghệ phát triển như ngày nay thì việc mua sắm online đã trở nên phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần ngồi ở nhà, vài cú click chuột, chúng ta đã mua được hàng, shipper sẽ giao hàng tới tận giường. Thế nhưng có lẽ việc mua hàng quá dễ dàng mà đi cùng với đó là rất nhiều những tình huống bom hàng dở khóc dở cười khiến cho chủ shop lẫn shipper phải khóc thét. Có người thì cam chịu, có người lại có cách xử lý khách bom hàng khiến cho cộng đồng mạng cũng phải cười ngặt nghẽo. Và đó là những pha xử lý như nào? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! Đến tận nhà giao huấn. Có thể nói thì bán hàng online, nhiều chủ shop lẫn shipper chắc chắn sẽ gặp phải những tình trạng bom hàng. Mỗi chủ quán, mỗi cá tính. Và do đó mà cách ứng xử với những vị khách quý này cũng rất khác nhau. Tuy nhiên thì đến thẳng nhà khách để giao huấn như vị chủ shop chè này có lẽ không mấy người làm được. Cụ thể, vị khách nữ này đặt hàng một ly chè và được shipper mang đến đúng địa chỉ như đã hẹn. Tuy nhiên có lẽ vì đường xa lại nắng nóng nên bịch đá mang theo đã bị chảy thành nước hết, khiến vị khách nữ không hài lòng. Sau một hồi trao đổi qua lại, cô gái mất bình tĩnh, nhắn tin mắng chủ quán bằng những ngôn từ khá thô lỗ dù chủ quán trẻ đã xin rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, màn tranh cãi này đã kết thúc bằng việc chủ quán đến tận nơi để giao huấn cô gái, khiến cộng đồng mạng được phen hả hê. Cảm ơn em. Người ta đi ship lắng nôi, lên tới nơi thì mày phải có một show, tao lấy đá cho mày ngay, không lấy đâu. Mày cứ nói bảo chị lấy cho em ít đá, là tao sẵn sàng, tao bảo ship ra thì lấy đá, tao ngay không cho thiếu gì đá. Vài bước chân nào kia thiếu gì đá. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Theo đó, chủ quán trẻ đã đến tận nơi hỏi vị khách nữ tại sao yêu cầu vô lý và cư xử thô lỗ. Chủ quán cũng thẳng thắn, nếu cô cư xử khôn khéo hơn, shipper sẽ hỗ trợ mua đá về để cô có thể thưởng thức trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, khi gặp mặt trực tiếp, trái hẳn với thái độ lúc nhắn tin, cô gái lại cúi mặt và không nói thêm được câu nào. Nhiều người cho rằng lỗi sai thuộc về chủ quán khi thời tiết nắng nóng mà không trang bị vật dụng đầy đủ để bán chè. Việc để đá tan hết là sai, do đó hành động của cô gái cũng dễ hiểu. Ủa, alo, cái này thì chúng mình nghĩ không trách được nhá. Trời đã nắng rồi, chưa kể nếu mà xa quá thì kiểu gì đá cũng tan. Đến giao huấn thì cũng hơi quá, nhưng mà lý do này để bênh vị khách thì có vẻ không đúng cho lắm. Trong khi đó, phần đông ý kiến còn lại đứng về phía chủ quán và chỉ trích vị khách nữ. Theo các cư dân mạng thì bom hàng giữa thời tiết nắng nóng là sai, và sai hơn cả chính là cách cư xử thô lỗ của cô gái khi thách thức chủ quán đến lấy chè về. Biết là mỗi người một quan điểm, nhưng mà vì cốc chè mà đau hết cả đầu, lại còn khổ thân cả shipper nữa. Nhiều khi có những thượng đế chỉ mua một cốc chè mà lại nghĩ mình là bố mẹ thiên hạ. Không phải mày nghĩ mày đồng tiền của mày là to, hiểu chưa? Mày thích làm gì thì mày làm. Đấy, nó phải thế chứ lì. Các bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy comment chia sẻ quan điểm ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Và tiếp theo, một pha xử lý khách bom hàng nhưng mà nghe xong thì vừa thương vừa buồn cười đấy. Dán tâm thư dằn mặt ngay trước cửa nhà. Không biết các bạn nào ở đây hay gặp mấy anh chị shipper khó ở hay chưa? Mình thì có gặp vài lần. Kiểu lần đầu người ta không ở nhà, không nhận được hàng. Hẹn lần hai thì có vẻ cáu bẩn, đòi hoàn hàng. Trong khi theo mình biết thì dịch vụ nào hầu hết cũng được giao lại tối đa 3 lần. Chưa kể nhiều anh nóng ruột nóng gan, gọi ngay cho chủ shop để chủ shop liên hệ mắng khách. Nhưng mà kiên nhẫn được như trường hợp anh shipper này thì chắc chắn là của hiếm trong làng shipper rồi đấy. Cụ thể, anh chàng shipper này dù cả tuần gọi điện, chờ để giao hàng nhưng kết quả vẫn bất thành. Không thể kiên nhẫn hơn, nam shipper quyết định viết lại lời nhắn và dán lên cổng nhà khách, hy vọng người này mau chóng sắp xếp công việc để nhận hàng. Nội dung bức tối hậu thư như sau. Ủa, rồi có nhận hàng không? Đặt hàng online mà gọi mày hết thuê bao rồi tới mày bận. Mấy người bận đi học, đi làm thì tôi cũng có công việc của tôi cũng cần kiếm cơm chứ. Đặt hàng vì đam mê hay gì? Có cái dây rất chó 130k mà giao cả tuần không xong, nghĩ chán. Không rõ sau đó bức tối hậu thư này đã đến tay vị khách hay chưa, nhưng tình huống oai oăm này ngay sau khi xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười. Nhiều cư dân mạng cũng vào comment dạo về tình huống này, kiểu vừa buồn cười vừa thương anh ship. Thú thật thì đợi cả tuần chỉ để giao một đơn thì ai mà chịu cho được. Đã vậy, đơn hàng cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng mà nghe giọng thì có vẻ anh shipper chắc cũng bức xúc lắm. Nhưng mà thấy đây cũng là một pha dằn mặt rất chi là hài hước. Đọc mà vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội các bạn ạ. Không biết kết cục ra sao nhưng mà hy vọng vị khách kia sẽ sớm sắp xếp thời gian, đọc được tối hậu thư và nhận hàng sớm. Không thì lại khổ thân anh ship quá. Vui vẻ ngồi lề đường thưởng thức. Ở video trước thì chắc hẳn các bạn còn nhớ tới hai anh ship bị bùng đơn cùng một chỗ, và thay vì bực tức bóc phốt, hai anh chàng này đã vui vẻ cùng nhau, mỗi anh một bát bún và một cốc trà sữa, dù bữa trưa hôm đó có hơi đau ví một tí. Và cùng chung số phận với hai anh, mới đây một anh shipper ở Trà Vinh cũng đã chia sẻ lại câu chuyện bị bùng hàng với thái độ tích cực khi đón nhận sự việc này. Không bực tức,
cáu gắt hay thậm chí bóc phốt lên mạng, anh shipper Trà Vinh lại cười vui vẻ, ngồi tạm bên lề đường để thưởng thức món ăn mà khách hàng không nhận. Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận từ thành viên mạng. Ai cũng cho rằng việc bùng hàng như vậy là không nên, thậm chí đáng trách. Nhiều người phẫn nộ còn giục anh shipper đăng số điện thoại và địa chỉ của người khách kia lên mạng để khẩu nghiệp. Cộng đồng mạng cũng đã gửi đến anh những lời an ủi, động viên và hy vọng anh sẽ rút kinh nghiệm cho những lần giao hàng sắp tới. Theo mình nghĩ thì anh ship này chắc anh chả làm gì đâu, với cả cười cho vui vậy thôi chứ trong lòng thì buồn lắm ấy chứ. 85.000 có thể không là gì, nhưng với một người đi ship thì họ phải đổ rất nhiều mồ hôi. Nói chung thì làm gì thì làm, đặt hàng thì cũng nên có trách nhiệm một chút. Tội nhất là mấy anh shipper thế này, mỗi đơn hàng chả đáng bao nhiêu tiền mà ngồi ăn thế này chả ngon lành gì đâu. Nghĩ thế thương ghê ấy. Và không chỉ có anh ship hiền lành cam chịu này, anh shipper dưới đây thậm chí còn vui vẻ và vô cùng tốt bụng. Hãy xem anh xử lý như thế nào nhé. Tặng luôn cho cô lao công. Không biết các bạn thấy sao nhưng nghề shipper mình thấy vất vả cực kỳ. Dầm mưa dãi nắng, đã vậy nhiều người mong muốn kiếm thêm còn cày luôn cả đêm đến mấy giờ sáng. Chưa kể nhiều anh còn bị bom đơn nữa. Và ví dụ điển hình như anh shipper sau đây. Cụ thể, hai cô gái này đã đặt hai hộp cơm lúc gần 4 giờ sáng giao từ quận Gò Vấp sang quận Bình Tân với quãng đường 14 km. Khi shipper đến giao hàng, dù kiên nhẫn gọi đi gần chục cuộc và đứng đợi trong đêm gần 1 tiếng đồng hồ nhưng đáp lại chỉ là những tiếng im lặng. Cuối cùng khi đã biết mình bị bom hàng, nam shipper dù rất bất lực nhưng cũng đã có những hành động đẹp khi tặng luôn cho cô lao công quét rác cũng đang làm việc ở cái giờ chưa ai ngủ dậy như này. Các bạn nhìn xem, hình ảnh cuộc gọi đi không ngừng rồi cả quãng thời gian chờ đợi, ai mà không sót cơ chứ? Mặt khác, dân mạng cũng tỏ ra bất bình trước hành động chơi xấu của một cô nàng nào đó. Việc làm ra tiền ở thời buổi này đã khó, vậy mà họ còn bùng tiền cả những người lao động kiếm sống mưu sinh hàng ngày nữa. Các bạn ạ, đây không phải là lần đầu tiên chuyện bom hàng được chia sẻ trên mạng xã hội. Thực tế là đã có quá nhiều lần dân tình chứng kiến hình ảnh những shipper phải ngồi ven đường uống trà sữa, ăn pizza vì bị khách hàng không bắt máy. Có hóa đơn chỉ vài chục nghìn, nhưng cũng có hóa đơn lên tới cả triệu đồng khiến những người làm nghề giao hàng chỉ biết khóc ròng vì những vị khách thiếu ý thức. Đấy là may mấy anh còn hiền, chứ gặp mấy quả chủ shop với shipper gắt đừng hỏi thì chắc là cũng không xong với họ đâu. Nhưng chả hiểu sao nhiều người vẫn cứ thản nhiên đặt rồi bom hàng như vậy. Vị chủ shop đánh không trượt pha nào. Cách đây không lâu trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai cô gái ngay giữa đường. Và nguồn cơn sự việc được cho là do mâu thuẫn từ việc mua hàng online. Theo như diễn biến đoạn clip thì người phụ nữ mặc váy vàng liên tục cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu cô gái áo đỏ rồi chửi bới. Mất dạy, thích đi bom hàng à, có tiền thì hãy đặt nha, không có tiền đừng có đặt nghe chưa. Tao đánh cho mày biết, tao cảnh cáo mày nghe chưa, mày dám đặt hàng bom đúng không? Có tiền thì đặt, không có tiền đừng có đặt nghe chưa, tao nói là tao làm. Nghe thôi đã biết chủ shop này chắc là a cay lắm rồi đấy. Sau đó thì nữ chủ shop online còn liên tục túm tóc rồi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu cô gái trẻ. Dù bị đánh đau nhưng cô gái mặc áo đỏ vẫn chỉ đứng im chịu trận và liên tục dùng tay che mặt. Theo như chúng mình tìm hiểu được thì ngoài bom hàng, cô gái trong clip thậm chí còn báo cáo trang bán hàng của chị có sai phạm trên Facebook khiến cho công việc bán hàng của chủ shop bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau khi clip được chia sẻ, cách hành xử của nữ chủ shop nhận nhiều bình luận trái chiều của dân mạng. Một số ý kiến cho rằng dù người ta có bom hàng thật thì cũng không nên hành xử kiểu côn đồ như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có người tỏ vẻ thông cảm khi cho rằng trò đùa bom hàng của mấy cô rảnh rỗi cũng thật quá đáng vì nó làm ảnh hưởng đến công sức của chủ shop. Nói gì thì nói chứ mình nghĩ là động chân động tay là điều không nên, nhưng mà cũng đôi phần thông cảm cho chủ shop. Còn các bạn thấy sao với tình huống như này? Hãy comment chia sẻ quan điểm của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Đến tận trường học để giao hàng. Có thể nói thì những năm gần đây, hình thức mua hàng online đã trở nên quen thuộc và tiện lợi được nhiều người lựa chọn. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là đã có thể mua được món đồ mình yêu thích mà không cần đi đâu xa, bởi đã có đội ngũ shipper giao đến tận nơi. Nhiều bạn học sinh phải đi học nên vì thế đã chọn trường lớp làm địa điểm được giao hàng. Và cũng chính từ đây, nhiều tình huống giao hàng dở khóc dở cười đã ra đời. Điển hình như mới đây, câu chuyện bom hàng của một bạn nam sinh ngay sau khi được đăng tải lên Facebook đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác từ phía cư dân mạng. Cụ thể, một tài khoản có tên LKT đã chia sẻ những hình ảnh hài hước về một anh shipper đứng chờ khách giao đồ với dòng caption: khi bạn muốn bom hàng nhưng gặp phải anh shipper cứng. Trong bức ảnh được đăng tải, anh shipper này thể hiện mình đang rất quen đường quen lối khi lấy một chiếc ghế nhựa xanh ngồi trước lớp đợi khách hàng. Một vài thuyết âm mưu cho rằng có thể anh chàng shipper từng học ở ngôi trường này hoặc đã quá quen mặt khách nên mới ung dung ngồi đợi như vậy. Thế này thì chú em chạy đâu cho thoát. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Khác hoàn toàn với anh shipper ngoài kia, nam sinh ngồi trong lớp vẫn ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai vẫn gặp được nhau và nhận hàng thành công.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, ở phần bình luận, cư dân mạng không khỏi cười bò trước sự lầy lội của anh shipper. Kiểu ai mà cũng như anh này thì các em học sinh dù có muốn bom hàng cũng không dám. Quả là anh shipper trong lòng các shop mà. Nhiều chủ shop khi biết được thông tin còn có ý muốn xin info của anh ship để nhận độc quyền anh. Có tâm đến thế là cùng. Và cuối cùng là một pha xử lý rất gì và này nọ đến từ vị trí anh shipper. Vị shipper bắt viết bản kiểm điểm. Cụ thể thì một nam thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, tóc nhuộm các thứ nhưng chơi trò cực kỳ cục. Hết trò chơi, ở nhà buồn buồn, đặt mấy cơm có giá gần 1 triệu cho anh em xe ôm công nghệ có việc chạy tới chạy lui. Và dĩ nhiên, đến thì mất hút không nhận hàng. Ngay tức tốc, anh shipper cùng các đồng nghiệp của mình đã tìm tới tận nơi, tóm sống và bắt thanh niên này phải viết bản cam kết. Nội dung của tờ cam kết như sau. Tên em là VTL, nơi ở hiện tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do, em lỡ đặt quán cơm vào lúc 12h57 phút, đơn hàng có trị giá 935.000. Em hứa với anh em sẽ không đặt như thế này nữa. Từ nay về sau không tiếp tục nữa. Nếu tình trạng như thế này xảy ra, mấy anh em làm gì em cũng được, không cần xin phép gia đình. Đúng là hết nói nổi luôn mà. Người ta chạy xe ôm, ship đồ, kiếm tiền vất vả. Đôi khi chỉ cần một đơn bom như này là mất bao nhiêu ngày chạy xe, chứ có sung sướng gì đâu. Và hành động của nam thanh niên này không chỉ ảnh hưởng đến các shipper mà còn khiến cộng đồng mạng cực kỳ bức xúc, lên tiếng và cho rằng kết cục này đúng là đáng đời. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thư giãn với những pha xử lý khách bom hàng đi vào lòng đất chỉ có ở Việt Nam. Có nhiều chủ shop hay là shipper vì không giữ được bình tĩnh mà đôi khi hành động quá khích. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người hiền lành, nhẫn nhịn ngậm đắng nuốt cay vì miếng cơm manh áo. Có thể nói dù trong hoàn cảnh nào thì việc bom hàng cũng là một hành động đáng lên án. Các bạn có đồng ý với chúng mình không nhỉ? Đừng quên comment chia sẻ quan điểm cá nhân xuống dưới phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại.